số đang là 18-10 nhá. Mười một mười tám dành cho Bảo Yên. Nhìn lên điểm nó 19 rồi. Và rồi là lỗi chạm lưới của các cầu thủ Abatis, điểm số cho Bảo Yên. Bắn không qua lưới, tiếp tục điểm số cho Bảo Yên. Đang điểm số đang là 13-19 mọi người nhá. Pha đánh bóng lỏng của Tuấn vẫn còn, rất tiếc rồi là pha cứu, nỗ lực cứu bóng của Tuyên. Bên này chúng ta thấy có Tuyên, bên kia thấy có Tuấn nổ, vâng, có Kiên nát, có Tuyên. Bóng bật tay chắn ra ngoài, tiếp tục điểm số cho các cầu thủ Bảo Yên. Điểm 14-19 rồi. Rất hay, và là bóng nhanh của Kiên Nát. Và như vậy là kết thúc set đấu đầu tiên. Tỷ số chung cuộc set đầu tiên là 21-14 nghiêng về các cầu thủ Abatis. Chúng ta cùng nghỉ trong ít phút để đón xem set đấu thứ hai, set đấu giữa Abatis và Bảo Yên. Và chúng ta thấy thì Abatis là tuyển tập các vận động viên của bóng chuyền ra trước đây, toàn thế hệ 8X lão làng và có kinh nghiệm, có bề dày cũng như là có những kỹ thuật rất hay. Tuy nhiên Bảo Yên là một đội bóng trẻ hơn và cũng như là sự khớp nối chưa đồng đều, và các động viên có thể là không được thường xuyên thi đấu với nhau. Vâng, điểm đầu tiên ở set đấu thứ hai này. Trận đấu thứ hai này thì đội Abatis mang trang phục áo đen ở gần màn hình của các bạn nhé. Còn đội phía xa màn hình của các bạn mang trang phục áo xanh đen, xanh than kia, đó là đội Bảo Yên. Rất hay pha ném gạch của Kiên Nát. Và chúng ta thấy đây là một diện mạo mới của Kiên Nát nha mọi người nhé. Bởi vì Kiên Nát trước đây thì đa phần đánh cao to rõ rạc, nhưng mà mới về đây thì bắt đầu là thực hiện những pha đánh nhanh, và đặc biệt giải này là giải thi đấu mà nhiệm vụ của anh được gắn là sẽ là một chủ công đánh nhanh của đội. Đây chúng ta thấy thì một vài trận đấu vừa qua thì thấy Kiên Nát chỉ thực hiện những pha đánh nhanh mà thôi. Chính vì do là có lẽ là cho chưa quen nên buổi sáng ngày hôm nay thì anh có đến 3-4 tình huống dẫm vạch hiện đánh bóng và đều bị bắt lỗi. Vâng, ở nội dung này rất cần những pha bánh bóng nhanh, tại vì là sẽ làm phân tán sự tập trung của hàng chắn của đối phương. Mà chúng ta thấy thì Abatis thì quá nhiều công, trong đó thì đánh nhanh thì chúng ta thấy gần như là rất
rất hạn chế đối với Lào Cai của chúng ta. Lào Cai rất ít những cầu thủ thực hiện những pha đánh bóng nhanh hiệu quả. Chia sẻ là thực ra là tất cả những cầu thủ trọng tài đều triệu tập ở nhà thi đấu 4 sân liền thì chúng ta không thể nào có rất nhiều trọng tài chuyên môn được. 4 sân này tính trung bình là 8 người cùng với trọng tài kèm trọng tài 3, trọng tài bên ngoài ban tổ chức tổng hợp. Như vậy là người ta sẽ triệu tập tất cả người làm, mà trong khi đó là chuyên môn thì chúng ta giải rác. Ở môn bóng chuyền này thì lại là một môn mới mà thậm chí ta phải chơi trực tiếp cho thường xuyên thì chúng ta mới nhận định được cái từng huống bóng nó nhanh được. Vì tình huống bóng khá nhanh, nếu mà chúng ta không chơi thường xuyên thì chúng ta sẽ không nhận định được. Và trọng tài cũng thế, trọng tài không chơi môn bóng chuyền hơi thì trọng tài sẽ bị thường là cảm giác như gọi là giật mình ở những tình huống cũng không thể thổi nhanh được. Nên các anh chị cô chú xem thì cũng thể là cái này mình có thể là bỏ qua thôi, không xét sâu về vấn đề về chuyên môn mọi người ạ. Mình đi chơi thường xuyên thì mình nhìn rất nhanh, mình chỉ cần nhìn tình huống phát là mình biết lỗi hay không rồi. Nhưng người ta không chơi thì người ta gần như là người ta không thể phân tích nhanh được. Đấy, những tình huống như là chạm trên lưới, nguyên tình huống nhạy cảm bóng trên lưới có lỗi hay không, tại vì bóng chuyền này ta thấy là nhiều nơi nó vẫn đang có ý kiến nhiều về luật, mỗi nơi một kiểu. Rất hay, bóng trong sân vừa rồi là pha đánh biên hai của Tuyên. 6-8. Cái nhìn đấy gì? Số là 6-8 mọi người nhá. 6-8 nghiêng về Apatit rồi. Tuấn Nổ rất hay pha đánh đi, rất tiếc là bóng ra ngoài. Rồi là pha xoay y của Tuấn Nổ. Vâng, Tuấn Nổ là một trong những vận động viên đập bóng lực hàng đầu của Lào Cai ở nội dung bóng chuyền hơi này. Xuất thân từ một vận động viên bóng chuyền ra lên, anh quê gốc Thái Bình thì phải. Trước đây anh cũng là dân chuyên nghiệp và công tác trên Lào Cai nhiều năm rồi. Vẫn là Tuấn Lỗ, hai chắn không thể theo được những pha ném bóng của Tuấn vừa rồi. Tỷ số là 9-7. Rất tiếc pha bóng vừa rồi. Vâng, điểm bóng là 8-9 cho các cầu thủ Bảo Yên. Vâng, đó là Tuyên công chúa số 2. Điểm bóng là 18. Nỗ lực cứu bóng của các cầu thủ Apatit. Tuy nhiên điểm số vẫn thuộc về các cầu thủ Bảo Yên, 9-10.
vai chắn không thể kín được. Điểm bóng là 11-9 rồi. Đường phát bóng đang là Nguyễn Nhật, cây chuyền 2 của Avatit trước đây, và cũng là đang là chuyền 2 trong trận đấu này. Đó là Tuyên với 3 hàng chắn. Rất tốt. Điểm bóng 12-9 dành cho Avatit. Bóng ngoài rồi. Pha đánh bóng lỏng tuy nhiên bóng ngoài. Điểm 13-9 rồi. Ngay sau đó thì Bảo Yên có sự hội ý ở set đấu thứ hai này. Set đấu thứ nhất thì Avatit đã thắng tuyệt đối mọi người nhá. Chúng ta đã bước sang set đấu thứ hai. Đến sân số 1 thì cầu thủ của thành phố Lào Cai và Văn Bàn đang khởi động. Văn Bàn phải thi đấu luôn trận tiếp theo. Cảm ơn các cô chú, các anh chị, em cũng đang theo dõi trận online này. Thực ra cũng là đam mê thôi. Đam mê vừa rồi cũng nằm trong ba công ty đi. Rồi cuối cùng là cũng vẫn phải là vác xác đi đấy mọi người ạ. Vừa là đam mê, vừa cũng muốn ghi lại những hình ảnh đẹp cho cả nhà mình xem thôi. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, phải đến 2 tháng nay rồi là cũng không like, không ghi hình được. Kênh YouTube cũ cũng bị lỗi một chút nên đăng tải lên kênh YouTube mới. Kênh YouTube mới thì cũng đang gắn ở trên bài viết và gắn ở trên bình luận. Thì các cô chú, anh chị, em theo dõi thì vào kênh YouTube có thể tìm kiếm bằng cách tìm có tên hoặc là đường link để đăng ký. Đăng ký ấn chuông để nhận thông báo mọi người nhé. Cổ thì gần như vẫn khá đau. Cổ dính xong ho, cảm giác khá rát cổ. Cứ nói như này thì chắc đến ngày mai khi cũng khàn. Ho khá lâu mọi người ạ. Mà không bình luận thì trận đấu nó cũng bất hay. Cố gắng, nếu còn nữ thì mình sẽ quay nữ. Tinh đi nhở. Tỷ số đã là 16-11 rồi người nhá. 16-11 nghiêng về Avatit. Vâng, đặt rất tốt. Tầm cắt bóng khá cao, tuy nhiên bóng ra ngoài. Rồi là pha bóng hơi lướt ra ngoài rồi ạ. Điểm 17-11 rồi. Và cầu dưới phát bóng đang là Kiên Nát. Năm vừa rồi cá nhân cũng bị chấn thương nhiều. Nửa năm trời gần như là không tham gia được hoạt động thể thao. Và đặc biệt là sau khi bị lật cổ chân phát thì gần như là môn bóng chuyền này thì cá nhân em cũng gần như là bỏ đấy, không chơi được nữa. Cũng đã thử hai tuần nay rồi thì không thể đánh nổi, và cũng mấy tháng nay rồi cũng đi theo đuổi đánh rồi nhưng mà cũng không đánh nổi nữa, thì cái cổ chân nó yếu, bật nó đau và bật nó không cân chân. Bật nó không đều chân dẫn đến là không thêm có lực, nó không gần như là không đánh được nữa rồi.
cố hết sức rồi, chẳng biết là sau này nó bình phục nó có ổn không. Và vừa rồi là chúng ta xác định là pha dẫm vạch của Kiên Át. Những điểm số cuối cùng rồi, hình như là 19-12 rồi. Bóng trong sân vẫn là Tuyền. Hình như là điểm bóng 20 rồi. Đây là chiến thắng tuyệt đối dành cho các cầu thủ Autis mọi người ạ. 2-0. Không thể ai đỡ được các tuyển thủ Autis ở giải đấu này. Lỗi rồi. Vừa rồi là pha lừa của chuyền này. Như vậy là kết thúc trận đấu. Chiến thắng tuyệt đối dành cho các cầu thủ Autis và cầu thủ Bảo Yên. Và như vậy là có lẽ là Autis sẽ là đội đầu bảng của bảng này, và sẽ sáng ngày mai chúng ta sẽ trở lại trận bán kết với Autis.